Dạ, 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 ăn nửa bông hoa rồi. Như vậy là đang được 3 cánh hoa rồi. Chỉ còn 2 cánh thôi. Ê, nghe không? Nghe nè. Mày mở cửa không? Mày ngủ đi không vậy? Không. Trời quá đúng không? Trời đã. Bài record bài đầu tiên được nhìn thấy máy quay cửa. Vui không? Vui không? Vui không? Vui lấy bổng theo. Em cho thích tức là. Mày nhìn này bao giờ đấy? Chưa. Tao bảo bây giờ có một trò tối, tao đi ngủ hết rồi, mày ra đây mày cứ giả vờ đi luôn đi. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn sáng, hôm nay là ngày thứ hai ở Hà Nội. Ngày thứ hai ở Hà Nội thì tức là ngày 21 thì sẽ là ngày thi đấu của team luôn. Của mọi người. Tụi mình đang ở trong phòng của anh Piu Piu. Của phòng áo các bạn, của phòng Nút Boy. Đó. Ở đây. TV lần này thì cũng có chia sẻ là lần này ra. Nani? À, cũng để xem là dự bán như thế nào. Tích chia sẻ không cái kế hoạch riêng của đi. Tối nay anh em là cố gắng để kéo TV ở lại ăn để có sự riêng. Thì TV có định để đi đâu cũng để anh em biết hôm qua thì nghe bảo đây là anh Trung nè. Hello anh. Rồi chúng ta đi thôi, đi ăn sáng. Ở Sài Gòn là ăn với chanh, còn đây là ăn với bún. Ui, mua chừng nào mới được ăn? Im đi. Mày ăn chưa? Chưa. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Mình sẽ review cho mọi người sau nha. Các món ở Hà Nội thì mình có cảm giác đó là cái vị phở Hà Nội nó rất là lạ, không có giá mà lại ăn không có vị chua của chanh nữa, cho nên là mình cảm thấy rất là lạ. Mà các bạn biết sao không, mình ăn xong tô phở tới cuối bát á là mình thấy còn thịt quá trời thịt luôn, nhưng mà có một điểm mình thích đó là da gà. Tại vì ở đây á thì người ta bỏ da gà xong rồi thịt gà nó mềm ăn rất là ngon. Sài Gòn á thì mình ăn thịt gà nó hơi cứng và nó nguyên thành một cục, giống như một cục thịt heo vậy đó, ăn rất là mau ở. Nói chung là thang điểm 10 thì mình cho tầm 7 điểm. Hiện tại Winnie đang cắt giải nè mọi người. Trong đây có con khỉ nè. Ăn chân bay, ăn chân bay. Hai bên hai camera không đã không? Để bây giờ em như không có một góc nào thì em né được đó không? Để nào mà tại né? Sao mình không bao giờ né được 7 nhỉ? Không bao giờ né được. Vậy giờ hai đứa như là không? Hai đứa chung. Hai đứa như quay nhau vậy á. Hai đứa trong công ty này. Đi đi theo như. Xíu à. Ngấu đi, ngấu đi. Đúng rồi. Anh chip nè. Ủa anh ăn cái gì chưa? À, ăn rồi. Anh chip, anh có thể cho em mượn cái nón này được không ạ? Ok. Cái gì đây? Anh kiếm người yêu nữa. Bây giờ là mọi người ngồi đây giao lưu hả? Và chung thú khác. Phil đang rủ nhảy trường học làm phát luôn. Đây là 6 máy này là mày. Cháu hồ á. Năm phi với lại 7 rồi. Team Divide và Nút Boy. Chào mọi người. Tôi đã tâm. Mọi người đang chào hỏi nhau. Nhìn chuyên nghiệp không?
đúng chuyên nghiệp luôn ấy, kiểu giống như mấy giải lợi lợi bắt tay nhau cắt thịt. Chỉnh chuột. Phải đâu. Nè, mình tính ra thì phải tâm lý quá. Anh đi rồi đẹp nhiều rồi. Xong rồi nghỉ nhiều. Đi đến bầy rồi anh đi. Đi đến bầy rồi anh đi. Bầy rồi anh đi. Anh làm giờ là anh hưởng thì mình tâm lý mày nghe mà nó. Đâu? Mày thải mày. Mày thải mày. Mày thải mày. Mày thải mày. Mày đã giết được 2 kill. Bây giờ là Desu đang thử sức mình. Đó rồi. Lấy nhầm hay là mình rồi. Thôi. Trong khi đầu kia Biu Biu đang căng thẳng. A few moments later. Đó đâu. Ồ, hôm kia. Ồ. Sắp ba rồi, sắp ba rồi, cuốn rồi. Cái này hụt cua gà, thằng mất ai không chạy đá thì chẳng lấy. Sao lại chạy đá được không? Đây, còn một thằng nữa này, sắp đỡ thằng này chắc thì phải nửa hộp con đôi. Thế mà muốn ra team đôi phải cho tôi hết tiền. Giống như làm từ người ta. Mày đéo khác đi mà. Bỏ tiền ra làm chung. Ngày xưa mình nhớ hiểu sao mình thích xem mấy cái phim lồn rồi nhá. Kiểu xong mình xem mình còn tưởng tượng ra đấy thôi. Tưởng cảnh mình mê mọc sân mà. Không thể, xưa mình muốn làm người tốt vãi lồn, muốn kiểu thì phải có sức mạnh siêu nhiên. Đúng rồi, mình nhắc tôi là hình như khác nhau á. Bằng thế. Bằng thế. Con xong thì phải bắt đầu, ông có định phải thay đổi vãi lồn nha. Không nhưng mà ông công nhận là bọn hình cái nó vẽ kiểu thì phải đúng kiểu vẽ kêu gọi kiểu đéo nhìn em mà vẫn có cảm giác được. Chỉ có em phải hoảng cái hồn gì thì chịu được. Chịu được. Chị mấy thằng còn người lớn rồi này. Mà chị nè. Ông đi nhá, đi mà con gái anh chưa. Vision nữa. À, vision. Cái mẹ chị này bảo là cháu con đi. Nhưng mà hồi nhỏ xem tin ba gái thân tử em thích cực kỳ luôn. Là tin lột đấy lắm. Ba gái thân tử con em. Cái này luôn, cái gì á. Nhìn nó xinh nhá. Và đấy là mình thích. Thôi anh like của ba con đó mình xin nữa. Tao chưa là thích nhân vật nào trong phim này. À, có một bộ phim tao thật sự thì phải đúng tuổi dậy thì thà xem thì có gì chơi. Ôi ra qua một phim tay cướp. Không, anh xem cái kiểu gì. Ủa phim tay cướp rồi hả? Ông đâu xem phim xin bác nhá. Rồi, May. Địt mẹ cái, ông chưa ra mà xem thì thè, địt mẹ đúng phim, đúng kiểu, địt mẹ đúng kiểu cấp 3, gần địt mẹ lột đồ ra thì nó cắt. Địt mẹ thè, cười. Bốn thanh niên AFQ đang ngồi chật. Bốn thanh niên AFQ đang ngồi chật. Mời em ơi. Chúng mày chạy đi. Mời anh em gì nha. Mời anh em gì nha. Xem được ăn có ngon mẹ. Anh ăn cái gì? Anh ăn cái gì? Anh ăn cái gì? Anh ăn cái gì? Món món này. Món món này. Món món. Thôi ăn cái bông hoa trước đi anh. Không phải không anh tưởng tượng đây là đi đồ ăn đi anh ăn tôi đi ăn nè thì đồ ăn là cũng bánh mì không nhận cái này đợi không nhận cái này đợi anh ăn ta mới ngồi dùng cơm nè anh quên đó dạ nhau hồi nãy có bận nhiều cái này băm nè Ngon quá. Thôi đẹp quá anh đâu. À
Chuyên nghiệp thế, chuyên nghiệp thế. Hay nha. Chuyên nghiệp thế. Những người sinh ra đáng kéo. Ăn nửa bông hoa rồi. Như vậy là đã ăn được 3 cánh hoa rồi. Chỉ còn 2 cánh thôi. Đây chúng em mời nhà tao ăn công ăn nhá. Được. Mày không chập lắm anh, không chập lắm. Còn khán giả không nhận được. Ai bên kia rồi anh hết kể 3 đĩa đấy. Wow. Wow. Thôi té đi. Để té, khỏe.